Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, mỗi người khi sinh ra đều có số mệnh khác nhau. Có những người số mệnh bắt buộc phải trải qua thời gian nghèo khó, khổ cực, túng thiếu. Nhưng nhờ vậy, họ mới tìm được những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Trong 12 con giáp, có 6 con giáp này trời sinh số mệnh đắc tài, đắc lộc. Số mệnh định rằng trong thời gian trước, họ đã vất vả, khổ sở, túng thiếu, cô bần. Nhưng từ sau ngày 12 tháng 10 âm lịch trở đi, cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Từ nay trở về sau, họ sẽ được cuộc sống đầy đủ, viên mãn, sung túc, 10 phần vẹn 10. Vậy những con giáp đó là con giáp nào? Để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Một, tuổi Sửu. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, nhờ có chính quan soi đường chỉ lối, người tuổi Sửu dễ dàng gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp. Sự cố gắng nỗ lực của bạn suốt thời gian qua đã được trả công xứng đáng. Nay là lúc bạn thoải mái tận hưởng thành quả của mình. Với người làm lãnh đạo, bạn tìm ra những định hướng đúng đắn, giúp tập thể nhanh chóng giải quyết khó khăn và hướng tới những mục tiêu mới. Càng làm lâu, bạn lại càng trở thành một người đức cao vọng trọng, nhận được sự khâm phục của nhiều người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần, đồng thời xuất hành vào giờ Hoàng Đạo để có thể được may mắn và thuận lợi hơn. 2. Tuổi Dần. Trong ngày 12 tháng 10 âm lịch này, nhờ có thực thần nâng đỡ, người tuổi Dần làm các công việc tự do sẽ nhận được một khoản tiền công, tiền lời lãi hậu hĩnh. Bạn khẳng định được giá trị bản thân nên lúc nào khách hàng, đối tác cũng đến tấp nập. Sự nghiệp của người tuổi Dần tiến triển thuận lợi bất ngờ, thậm chí quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề đang tồn đọng từ trước tới nay. Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có tiến triển thuận lợi đến mấy, bản mệnh cũng cần cẩn trọng trước nguy cơ, những khả. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng trước nguy cơ, những khả không thực bụng tiếp cận mình. Nếu chú ý để tránh các hiểm họa ngay từ đầu, bạn hoàn toàn có thể bảo toàn số tiền mình làm ra, không lo thất thoát. Mộc khắc thổ, tiếc là chuyện tình cảm của con giáp này lại không quá êm đềm. Bạn thường xuyên mâu thuẫn với người thân vì những chuyện nhỏ nhặt. Đã đến lúc hạ cái tôi của mình xuống, không tiếp tục coi mình là trung tâm của vũ trụ nữa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Tỵ. Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Nếu bạn đã dành nhiều thời gian cho các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua, thì nay là lúc bạn được tận hưởng thành quả xứng đáng. Trong ngày hôm nay, người tuổi Tỵ dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận những bài học hữu ích. Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân. Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày. Với người làm kinh doanh, những mối đầu tư tưởng chừng không mấy khả quan, trước đó bỗng dưng đem tới cho bạn một khoản lời lãi lớn lao. Nhờ vậy, bạn tin tưởng hơn vào bản thân và bắt tay vào thực hiện thêm những kế hoạch mới. Hỏa sinh thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có những dấu hiệu phát triển đầy triển vọng. Dường như bạn thầm mến đã lâu, có dấu hiệu chấp nhận tình cảm của bạn. Vì thế hôm nay là thời điểm chín muồi để bản mệnh bày tỏ đấy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Ngọ.
Trong ngày hôm nay được cục diện tam hợp nâng đỡ, người tuổi ngọ nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân nên mọi việc tiến triển thuận lợi. Thậm chí dù phải tiếp xúc với công việc mới đi nữa, bạn cũng nhanh chóng bắt được vào guồng quay. Với người làm kinh doanh, hôm nay là một ngày hốt vàng hốt bạc của bản mệnh. Con đường mới mà bạn mở ra đang đem lại hiệu quả tích cực. Bạn không những làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho cả những người tin tưởng và đi theo mình. Tam hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi ngọ. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay và thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc là thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kỹ càng trên mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn. Trong ngày này, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có tình cảm ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau. Hỏa sinh thổ, còn độc thân sẽ rất đào hoa trong ngày hôm nay. Mệnh chủ có cơ hội tham gia nhiều buổi giao lưu, gặp gỡ và gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình ở ngay đây. Hãy chủ động kéo gần khoảng cách với đối phương nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Năm, tuổi thân. Theo lá số tử vi hôm nay của những người tuổi thân cho thấy, gặp được cục diện thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi thân với đầu óc thông minh và nhanh nhạy sẽ dễ dàng tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho mọi vấn đề. Thành tích của bạn khiến nhiều người phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Với những gì mà bạn đang cống hiến cho tập thể, bạn có thể tự tin đề nghị cho bản thân được nhận một mức lương cao hơn và một vị trí xứng tầm hơn. Chắc hẳn là các nhà lãnh đạo tốt sẽ sẵn sàng trao cho bạn những phần thưởng xứng đáng. Thổ sinh kim tác động, bản mệnh biết yêu thương và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Hãy thể hiện cảm xúc của mình một cách thường xuyên hơn, bầu không khí trong gia đình bạn sẽ ngày càng hòa hợp hơn và ấm áp hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Dậu. Tam hội xuất hiện, người tuổi Dậu làm việc gì cũng được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Nhờ vậy, bạn cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng đối diện với thử thách. Hôm nay có cơ hội bạn sẽ chạm tới thành công. Chuyện làm ăn cũng tiến triển suôn sẻ bởi bản mệnh gặp được một đối thủ xứng tầm. Sự cạnh tranh không khiến bạn cảm thấy căng thẳng mà ngược lại truyền động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng trở thành người chiến thắng. Thổ sinh kim, mối quan hệ vợ chồng hài hòa tốt đẹp cũng khiến cảm thấy rất hạnh phúc khi đến về già. Gia đình chính là động lực lớn nhất giúp bạn cố gắng hết mình trong sự nghiệp, hoàn thiện bản thân và đạt được điều mình mong muốn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 12 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.